Chào mừng các bạn trở lại với Chùm Cuối TV. Các bạn thân mến, Điền Khắc Kim bị đưa về trại giam Gia Định và bị biệt giam. Trong cảnh bị còng chùm còng như thế, tất nhiên hắn không thể nào có điều kiện để vượt ngục. Nhưng trong cái đầu nhiều mưu mô của tên cướp, ý định chờ cơ hội vàng để đào tẩu luôn trực sẵn trong tâm trí. Do tâm phục, khẩu phục tướng cướp Điền Khắc Kim, chẳng bao lâu Nguyễn Ngọc Á kết tình huynh đệ với hắn. Cả hai trở thành đôi bạn tù thân thiết và tay giang hồ buôn lậu heo chưa có đẳng cấp đã dựa hơi đàn anh Điền Khắc Kim để tăng uy thế với giang hồ. Trong kỳ này, mời các bạn cùng với Chùm Cuối TV tìm hiểu phi vụ đại náo nhà giam và nước mắt của kẻ bị cắm sừng của tướng cướp cô đơn Điền Khắc Kim ngay sau đây nhé. Vượt ngục ngay trước mắt giám thị. Theo quy chế của trại giam, cho dù bị biệt giam, nhưng thỉnh thoảng tội nhân cũng được đưa ra ngoài tắm nắng trong 15 phút. Việc để tù nhân tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sẽ giúp cải thiện sức khỏe rất nhiều trong điều kiện bị giam giữ suốt 24/24 giờ trong phòng biệt giam thiếu ánh sáng và không khí. Điền Khắc Kim biết rõ điều đó và hắn kiên nhẫn chờ cơ hội. Rồi cái ngày đó cũng tới. Một buổi sáng, Điền Khắc Kim được mở cùm chân nhưng tay vẫn bị còng theo một nhân viên trại giam ra ngoài sân ngay vị trí trung tâm trại giam tắm nắng. Trong lúc đó, nhất cử nhất động của can phạm nguy hiểm này đều được giám sát kỹ. Tuy nhiên, nhân lúc nhân viên trại giam quản lý bất cẩn, Điền Khắc Kim trổ tài mở khóa còng tay. Chỉ trong tích tắc, chiếc còng số 8 rời khỏi cổ tay hắn nhanh như trò ảo thuật, rồi Điền Khắc Kim nhanh chóng leo cột điện phóng lên mái nhà buồng giam, di chuyển nhanh chóng về hướng ngôi trường tiểu học sát hàng rào trại. Điền Khắc Kim bay qua đó để tẩu sang chợ Bà Triều. Còi báo động của trại giam vang lên inh ỏi, lực lượng cảnh sát túa ra truy bắt tên tù vượt trại. Súng nổ rầm trời làm hoảng loạn cả một khu vực. Cầm đầu cuộc vây bắt Điền Khắc Kim là một trung úy cảnh sát. Anh ta lăm lăm khẩu rulo sáng bóng trong tay, vừa bắn đuổi theo, vừa hò hét uy hiếp tinh thần tên cướp Điền Khắc Kim trên mái nhà trường học kia, hướng chợ Bà Triều: bắn nát óc nó cho tao. Điều không ai có thể ngờ được rằng Điền Khắc Kim dù bị biệt giam mà lại có súng, mà có tới 2 khẩu. Từ trên mái nhà ngôi trường, Điền Khắc Kim hai tay 2 khẩu súng ngắn bắn như vãi đạn về viên trung úy dẫn đám lính truy đuổi đang ảo tới. 2 khẩu súng trong tay tên tướng cướp Điền Khắc Kim vô cùng lợi hại, buộc viên trung úy và đám lính phải chùn bước khi có 2 nhân viên cảnh sát bị trúng đạn của tên cướp. Thế là Điền Khắc Kim thoát được ra đường Bạch Đằng. Hắn vừa di chuyển lòng vòng qua các góc me bên đường, vừa lẩn tránh vừa bắn trả lực lượng truy đuổi. Nhưng không may cho hắn, khi cả 2 khẩu súng đều lần lượt hết đạn, hắn vẫn chưa thoát được khỏi sự truy đuổi của đám cảnh sát. Ngay lập tức, Điền Khắc Kim bị bắt, còng tay đưa trở về nơi mà hắn vừa đào thoát. Việc đầu tiên khi bị đưa trở lại buồng giam là Điền Khắc Kim được các thầy chú trại giam Gia Định đánh hội đồng một trận ra trò, khiến hắn thừa sống thiếu chết. Và sau lần này, người ta không giam hắn ở đất liền nữa mà đưa ra Côn Đảo với cái án lưu đày biệt xứ để không cho hắn có cơ hội vượt ngục. Ở đâu cũng làm đại ca, Điền Khắc Kim đã trở thành một tên tướng cướp lừng lẫy. Tên tuổi của hắn xuất hiện nhan nhản trên các tờ báo Sài Gòn mỗi khi hắn vượt ngục, đột nhập cướp của hay đụng độ với cảnh sát. Dân giang hồ đã nghiễm nhiên xem hắn ở chiếu trên ngang với những cái tên khét tiếng khác như Đại Ca Thay, Đức Không Quân, Phúc Chi Lăng, Của Gia Định, Lâm Chín Ngón, Huệ Dâu. Nhưng khác biệt ở chỗ những tên này có băng nhóm, còn Điền Khắc Kim chỉ hoạt động một mình. Hắn đúng là tên tướng cướp cô độc. Ngày bị đưa ra Côn Đảo, Điền Khắc Kim đi chung tàu với những tay anh chị khét tiếng của Sài Gòn lúc đó. Tên nào cũng mang án tù rất nặng và xem như không có ngày về. Điền Khắc Kim bị đưa ra Côn Đảo khoảng tháng 3 năm 1973 với cái án cũng không hy vọng có ngày về. Nhưng chỉ 2 năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Điều này không chỉ làm thay đổi vận mệnh đất nước mà còn làm thay đổi cuộc đời của những tay anh chị giang hồ khét tiếng bị giam ở ngục tù Côn Đảo. Ngoại trừ Đại Ca Thay, cho đến hôm nay cái chết hay còn trong vòng bí ẩn. Có người cho rằng tên tướng cướp khét tiếng này đã tổ chức một cuộc vượt ngục ở Côn Đảo ngay trước ngày giải phóng không bao lâu và bị truy đuổi đến không còn đường thoát và bị bắn chết. Những tay tù án nặng còn lại đều lần lượt được chính quyền cách mạng đưa về đất liền giam giữ và hưởng chế độ lao động cải tạo tùy theo mức độ phạm pháp trước khi trả tự do về với gia đình, hòa nhập với xã hội. Điền Khắc Kim là một trong những đối tượng được hưởng chính sách khoan hồng ấy. Điền Khắc Kim và những tướng cướp khác được đưa về trại tập trung cải tạo ở Vị Thanh, Cần Thơ, gồm có Đức Không Quân, Phúc Chi Lăng, Của Gia Định, Lâm Chín Ngón. Những đối tượng cộm cán giang hồ có số má này được phân về các buồng giam của khu vực những tay giang hồ khét tiếng miền Tây. Điền Khắc Kim về buồng giam do tên Nguyễn Ngọc Á, tay giang hồ buôn lậu heo khá nổi tiếng suốt khu vực đồng bằng sông Cửu Long làm trưởng phòng. Do Nguyễn Ngọc Á cũng như mấy tay giang hồ các ké làm trật tự phòng không biết mặt Điền Khắc Kim ngoài đời. Lại thấy một tên tù nhỏ con, có vẻ bạch diện thư sinh như Điền Khắc Kim vừa được quản giáo đưa vào phòng. Nguyễn Ngọc Á và đàn em tưởng có thể bắt nạt được nên ngoắc tay kêu Điền Khắc Kim tới. Nguyễn Ngọc Á ngồi giữa, mông kê trên một chiếc lon Google lật úp ra dáng chùm phòng, trong khi 3 tên đàn em ngồi chung quanh đại ca để bảo vệ.
còn Điền Khắc Kim ngồi bẹp trước mặt Nguyễn Ngọc Á. Ban trật tự phòng làm việc, kiểm tra, xét hỏi tù mới nhập phòng để xem có dấu hàng trắng tức ma túy hoặc tiền bạc trong người không. Nguyễn Ngọc Á và đàn em thấy Điền Khắc Kim tỏ vẻ hiền lành, sợ sệt trước đàn anh nên càng ra oai bắt nạt. Điền Khắc Kim có ít tiền, thuốc lá, bánh kẹo cũng moi từ cái bị đệm ra dâng cúng cho trưởng phòng với vẻ kính cẩn, dâng cả hai tay, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng. Nguyễn Ngọc Á ra vẻ hài lòng, cười khinh khỉnh hất cằm ra hiệu cho ba đứa trật tự phòng làm việc. Ba anh chàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nên tẩn cho Điền Khắc Kim vài đá gọi là nghi lễ chào phòng. Điền Khắc Kim nhịn đau, gồng người lên chịu đòn. Nhưng khi ba đứa lật Điền Khắc Kim ra khám người xem có hàng trắng không để cuỗm thì hắn điên máu. Vì tướng cướp thứ thiệt làm gì chơi hàng trắng mà Điền Khắc Kim lại rất kỵ món này. Nóng máu nhưng có thể kìm lòng để xem bọn các kẻ làm gì chứ đến khi ba tên kêu Điền Khắc Kim trồng cây chuối, chúc đầu xuống đất chổng mông lên trời cho chúng khám hàng trắng giấu ở hậu môn thì Điền Khắc Kim chịu hết nổi quật cho ba tên nhảy nhép té lan cù. Cả phòng giam nháo nhào vì có kẻ dám xử trật tự phòng, một chuyện xưa nay hiếm. Thấy đàn em bị đánh ngã, Nguyễn Ngọc Á gầm gừ đứng lên định dạy cho tên tù mới một bài học để biết thế nào là lễ độ. Nhưng Điền Khắc Kim nhanh hơn, tống liền hai trái thôi sơn vào mặt và tung luôn hai cú đá cực mạnh vào ngực. Nguyễn Ngọc Á lảo đảo, xuống tấn mới trụ vững cái thân hình đồ sộ cỡ 80kg không bị nghiêng như tòa nhà cao tầng bỗng dưng bị sụp bóng. Nghe tiếng la ó dậy lên, một quản giáo buồng giam chạy tới đứng ngoài cửa hét lên, Điền Khắc Kim, không được đánh nhau gây mất trật tự, nếu không sẽ bị còng tay đưa đi biệt giam. Lập tức cả phòng giam những tay anh chị im phăng phắc. Nguyễn Ngọc Á và ba tên đàn em đứng trố mắt nhìn Điền Khắc Kim như không tin vào tai mình vừa nghe cán bộ quản giáo nhắc tới một cái tên lừng lẫy mà chúng chỉ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Nguyễn Ngọc Á và ba tên đàn em liền xìu xuống như con gà thua độ, đưa tay ra bắt, rối rít xin lỗi Điền Khắc Kim với lý do xưa nay chỉ nghe tên chứ chưa vinh hạnh được biết mặt đàn anh lừng lẫy. Điền Khắc Kim chỉ cười khẩy, khoát tay ra vẻ đàn anh, thôi, bỏ qua, mấy chú không biết anh coi như không có lỗi. Từ hôm đó Điền Khắc Kim trở thành cố vấn cho trưởng phòng Nguyễn Ngọc Á và được hắn và đàn em giang hồ miền Tây cung phụng như một ông vua trong phòng giam. Bị vợ nhỏ cắm sừng, thời gian thấm thoát quá mau, lần lượt những tên tội phạm có tên tuổi, số má từ trước giải phóng đã từ Côn Đảo về trại tập trung cải tạo Vị Thanh như Lâm Chín Ngón, Đức Không Quân, của Gia Định, Phúc Chi Lăng lần lượt được trả tự do hoặc chuyển trại. Duy chỉ có Điền Khắc Kim thì chưa biết tới khi nào mới được ra. Sống trong trại cải tạo, Điền Khắc Kim như con đại bàng bị nhốt trong lồng, hắn khao khát bầu trời bên ngoài để được bay lượn thoải mái. Những lúc ngồi nhớ lại thời hoàng kim của hắn trước 1975, hắn có đất để tung hoành và làm theo ý thích của mình. Còn bây giờ, mỗi ngày lao động cải tạo tuy không bị biệt giam, cùm xích nhưng cũng phải tuân thủ nội quy trại, không thể tự do hành động theo sở thích nên Điền Khắc Kim cảm thấy tù túng, tâm lý bị ức chế. Thời gian này Điền Khắc Kim đã được quản giáo cho phép thăm nuôi theo quy định nên thỉnh thoảng người nhà của hắn cũng vào thăm gặp, tiếp tế hắn cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng thông tin cô vợ nhỏ có với hắn hai đứa con không chờ đợi ngày hắn ra tù nên đi theo người đàn ông khác đã khiến Điền Khắc Kim bị sốc và trở nên điên cuồng. Điền Khắc Kim có hai vợ, vợ lớn có với hắn năm đứa con, nhưng trong tình cảm, hắn yêu thương vợ nhỏ hơn. Khi biết được sự phản bội này, Điền Khắc Kim như con thú bị thương. Hắn điên lên và trong đầu óc một tướng cướp khinh bạc như hắn không thể chịu được sỉ nhục này. Thế là thay vì yên tâm cải tạo để chờ ngày được trả tự do, Điền Khắc Kim lại tính chuyện vượt trại, trở về đời để tính sổ với tình địch. Thấy Điền Khắc Kim suốt ngày lầm lì, ít nói, Nguyễn Ngọc Á thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra với ông anh giang hồ kết nghĩa nên gạn hỏi. Lúc này, Điền Khắc Kim đang vạch ra trong đầu kế hoạch vượt trại và hắn luôn làm một mình như từ trước tới giờ. Suy nghĩ một lúc, Điền Khắc Kim nói gọn, tao chán đời quá muốn ra ngoài rửa hận tình. Trốn trại, chứ ai cho mình đàng hoàng đi ra cổng. Mày đi không? Em ở trong này cũng chán quá rồi, phải về đời thôi. Em theo anh. Vậy thì chuẩn bị đi, khi nào có cơ hội thì theo tao chuồn. Bao giờ và bằng cách nào? Bí mật, cứ làm theo tao thôi, không hỏi. Số là trong thời gian được đi lao động bên ngoài, Điền Khắc Kim đã nắm rõ đường đi nước bước và trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch trốn chạy để khỏi bị bắt trở lại. Còn chuyện đột vòm đối với Điền Khắc Kim chẳng có gì khó khăn. Hắn đã nghiên cứu kỹ trại giam và chọn phương án tối ưu để hành động thật nhanh rồi thoát ra ngoài. Một hôm, vào lúc nửa đêm, Điền Khắc Kim phát tín hiệu cho Nguyễn Ngọc Á chuẩn bị. Tới giờ gờ, Điền Khắc Kim và Nguyễn Ngọc Á đột vòm trổ mái buồng giam. Khó khăn phải giải quyết là trên mái nhà có tới hai lớp kẽm gai bảo vệ. Nguyễn Ngọc Á hồi hộp không biết đàn anh mình làm thế nào để vượt qua. Nhưng hắn không phải hồi hộp lâu, chỉ một lúc xoay sở, cả hai đã vượt qua trở ngại này để đu sang dãy tường rào trại giam cao ngất. Phía dưới là con đường mòn dẫn ra đường nhựa. Hai gã tù trốn trại men theo bóng tối chạy bộ tới gần sáng là đón được xe đò. Mỗi gã đi một hướng. Nguyễn Ngọc Á về Cần Thơ, Điền Khắc Kim ngược hướng Sài Gòn.
tên cướp bí ẩn. Sài Gòn lúc bấy giờ đã không còn như thời Điền Khắc Kim còn tung hoành ngang dọc. Tuy chính quyền cách mạng mới tiếp quản, xã hội còn bề bộn nhiều việc và thành phố lớn vẫn còn nhiều tệ nạn, nhưng lực lượng công an bảo vệ trật tự xã hội đã hoạt động ráo riết. Cuộc sống người dân đã thay đổi và đặc biệt không còn người Mỹ cũng như những khu biệt thự cho Mỹ để Điền Khắc Kim đột nhập, tái diễn trò cướp của, hãm hiếp phụ nữ Mỹ và me Mỹ. Tướng cướp Điền Khắc Kim thấy hụt hẫng vì xã hội đã đổi khác. Sống lang thang một thời gian, loay hoay với những dự tính, âm mưu, cuối cùng tên tướng cướp khét tiếng ngày nào đã chọn phương án thổi xế điếc, tức ăn cắp xe đạp. Tuy đây là nghề xuống cấp, nhưng chiếc xe đạp sau ngày giải phóng lại là thứ tài sản có giá trị. Qua thời kỳ xe đạp tới xe máy, Điền Khắc Kim đã kiếm được súng và ăn hàng táo bạo nhiều vụ, liều lĩnh cướp xe máy, tống tiền ngay giữa ban ngày. Lực lượng trinh sát hình sự công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lúc đó còn khá trẻ, cũng chưa biết mặt Điền Khắc Kim nên không nghĩ tên cướp gây ra những vụ án táo bạo trên địa bàn lại là một tướng cướp khét tiếng trước ngày giải phóng. Hơn nữa, vào thời điểm đó, hồ sơ về Điền Khắc Kim cũng như những tên cướp nổi danh khác chưa được cập nhật trong tàng thư của cơ quan công an. Sau này có trinh sát còn kể rằng, thậm chí anh đã bắt được tướng cướp Điền Khắc Kim nhưng do hắn khai tên là Lê Văn Minh, một trong nhiều tên Điền Khắc Kim đã khai với nhà chức trách chế độ cũ để tránh bị phát hiện khi phạm tội nên chân tướng của hắn chưa bị lộ. Tuy nhiên, cả đội cảnh sát hình sự công an quận một lúc đó đã được lãnh đạo giao nhiệm vụ truy bắt tên cướp táo tợn dám chặn người, dí súng cướp xe giữa ban ngày. Nhưng sau nhiều ngày theo dõi, bám sát địa bàn trọng điểm, trinh sát vẫn chưa lần ra tung tích của kẻ cướp vì hắn thoát ẩn, thoát hiện, lần như trạch trốn khỏi việc bủa lưới, giăng bẫy của lực lượng tuần tra, chốt chặn, truy lùng suốt ngày đêm. Địa bàn hoạt động của Điền Khắc Kim trải rộng trên các tuyến đường ở ngay trung tâm thành phố như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hiện là Nguyễn Thị Minh Khai, gần bệnh viện Từ Dũ, đường Lê Lợi, Hàm Nghi, khu vực chợ cũ và đặc biệt là khu vực chợ dân sinh trung tâm quận 1. Do thời kỳ đầu mới sau ngày giải phóng ít ai biết tướng cướp Điền Khắc Kim, hắn lại rất khôn khéo che giấu tung tích nên những vụ tống tiền, cướp xe máy trên các địa bàn này được dư luận bàn tán xôn xao và cứ tưởng đó là một tên cướp táo tợn mới nổi lên. Theo nguồn tin trinh sát, kẻ cướp là một người đàn ông tuổi trung niên, nhỏ con, cao khoảng 1,60m, ăn mặc lịch sự. Tuy bên ngoài có vẻ bạch diện thư sinh nhưng tên cướp hành động rất táo bạo, nguy hiểm. Hắn sử dụng súng để khống chế nạn nhân và sẵn sàng nã đạn nếu nạn nhân kêu cứu. Sau chuỗi các sự kiện có liên quan, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định có thể tên Kim, tên cướp khét tiếng trước năm 1975, sau ngày giải phóng được đưa từ Côn Đảo về trại cải tạo Vị Thanh, Cần Thơ và hắn đã trốn trại ẩn nấp một thời gian giờ hoạt động trở lại. Cơ sở để Công an thành phố Hồ Chí Minh đi đến nhận định này do khi gây án, tên cướp bí ẩn có dùng thủ đoạn như lưu trong hồ sơ về tướng cướp Điền Khắc Kim. Lập tức, tất cả những thông tin về tướng cướp Điền Khắc Kim trước ngày giải phóng được tập hợp lại và cập nhật vào hồ sơ tội phạm để phổ biến đến các mũi trinh sát tham gia việc truy lùng tên cướp nghi vấn là Điền Khắc Kim tái xuất hiện. Bài viết xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Chùm Cuối TV. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng những bình luận, những lượt đăng ký hay một like, một chia sẻ kênh. Hãy giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những bài viết chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.